quiero caña. Y provene. Chú hay yêu coi gì trời. Chào trường Việt Nhật. Hello mọi người. Chào Tiến Dũng. Nay bệnh rồi. Chào Tí Hàng. Hello mọi người. Chào Thế Phát nha. Để mới nhạc lên. Yeah. Mở nhẹ. Sao cái dáng tường nhìn giống phai phai vậy? Có đâu, cái này là app kiếm tiền nha mọi người. Chào Hồ Hải Việt. Chào Hồ Nguyễn nha. Đợi xíu em ghim cái link cho mọi người. Hôm nay em chỉ mọi người cách kiếm tiền nha. Kiếm tiền bằng con app này. Rồi đó, em ghim lên rồi đó. Tắt tiếng. Chào Nguyễn Minh Đức nè. Cái gì đây? Chia công thức make up hả? Make up xương xương được không? Chào bé tay nè. Chào Phan Thập Phi Long. Tên đẹp với trời. Thi thử chưa Trang? Dạ chưa anh ơi. Cuốn quá. Chào Hoàng An nha, hello bà. Mấy mẹ comment từ từ để con theo kịp. Hôm nay em lên con app kiếm tiền cho mọi người nha. Hơi bị xịn. Chào Minh Long. Em có ghim comment cho mọi người đó, em có ghim ba cái, là một cái là link tải, một cái là nhóm với lại một cái là mã nha mọi người. Chào Đăng Huyền nè. Nghe nghe giọng em hơi kỳ đúng không? Đang bệnh. Chào Quốc Sĩ nha. Chào Gia Bảo, mọi người có thắc mắc gì về cách kiếm tiền của con app này thì cứ comment đi. Link này là sao vậy chị? Cái này là link để mọi người cái tải con app này nè. Cái này là con app để mọi người kiếm tiền. Em cũng sử dụng con app này luôn. Mọi người cứ tải đi, sau đó em chỉ mọi người vào nhóm. Sẽ có nhân viên hướng dẫn. Chào Trần Tuấn Anh nha. Chị ơi, chị nghe nè, Nguyễn Thị Phương. Yêu chị. Mọi người có thắc mắc gì về con ám này không? Chào Quốc Sĩ nè. Ở ngoài gần thi chưa Hoàng? Kiếm đến bao giờ mới mua được G63 vậy bà? Mơ hả? Bệnh đâu em chữa cho, trời. Thôi. Chào Nguyễn Đức Huy nè. Chị ốm nghe hơi lạ xíu chị ạ. Đúng rồi, giọng nó hơi lạ đúng không? Chưa, đừng có đẹp. Xem nữ doanh nhân like bà ơi. Con nhỏ này. Em chào chị. Chào Nguyễn, chào Trang Thiên nha. Mày đặt khẩu mai với tao đó mày. Khi nào chị mới qua nhà em dạy em đợi hơi lâu rồi đó. Like xong qua nha. Hello mọi người. Hôm nay like hướng dẫn cho mọi người con app kiếm tiền nha. Mọi người cứ nhấn vô cái đường link nhóm đi. Ở dưới em có ghim
Em ở dưới có ghi ba cái đúng không? Cái thứ nhất là tải, link tải để mọi người tải cái con app này. Cái thứ hai là nhóm, mọi người cứ nhấn vô cái nhóm đó, ở trong đó sẽ có đội ngũ nhân viên để người ta hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng con app này nha, để mọi người kiếm tiền nha. Đây, để em lên cho mọi người coi cái giao diện của con app này. Tắt nhạc xíu đi. Đây nè, em cũng sử dụng con app này luôn nha mọi người. Đây nè, mọi người cứ nhấn vô cái link nhóm á, ở trong đó sẽ có nhân viên người ta hướng dẫn mọi người chơi cái con app này, người ta sẽ hướng dẫn cho mọi người tải nha, rõ ràng hơn chứ. Tại vì sao nó khó tải, nó cũng khó nên là bây giờ em hướng dẫn thì nó cầu kỳ lắm. Ở trong nó có nhân viên hết á, nên là mọi người vô cái link đi. Cái link em có ghim với comment á, cái chữ mà nhóm á, đó là cái link nhóm. Em có ghim ba cái thứ nhất là link tải, cái thứ hai là nhóm, với cái thứ ba là mã. Đó, đây nè, đây là con app đó nha. Trời trời, thoát ra luôn rồi. Anh vô lại nhạc cho em ơi. Xinh quá y chị ơi, cảm ơn Trương Phát Đạt nè. Chị sinh năm bao nhiêu vậy? Mình sinh 2004 nha. Sao ổn comment nhiều quá ta. Tham gia rồi, ok Thành Đạt nè, cảm ơn Thành Đạt nha. Mai thi khảo sát rồi, lẻ dở, chưa thi nữa. Ẩn comment quá à, hèn gì nãy giờ họ đọc cũng thấy comment mọi người nhiều. Để lướt lên đọc lại comment rồi. Chị xinh quá, cảm ơn Trương Phát Đạt nha. Chị cảm ơn em quay clip khoe bạn. Coi đồ khoe. Xài cái gì, xài app này có giúp có 100 triệu một ngày không chị ơi? Hên xôi, hên xôi. Biết đâu ăn mày kiếm 100 triệu nè. Kiếm 100 triệu rồi sao? Link app với lại link nhóm á, em có ghim ở dưới em có ghim dưới comment á, mọi người nhấn vô đi. Cái đầu tiên là link tải, cái thứ hai là link nhóm. Mọi người vô mọi người tải trước đi, xong rồi mọi người nhấn vô link nhóm sẽ có người hướng dẫn cho mọi người chi tiết luôn. Mọi người cứ trải nghiệm thử cái con app rồi đi, em thấy ok á. Các comment được ghim nhé bạn, đúng rồi. Link app gì vậy? Đây nè, link thì em có ghim với comment rồi đó. Cái gì vậy? Để đọc comment, máy nhìn trên đây không thấy. Kiếm 100 triệu mua chị. Trời ơi, kiếm 100 triệu là cho ba mẹ chứ mua tôi làm gì? Tôi không có bán. Tải app xong mai nghỉ học thôi nhỉ. Gì vậy bà? Gì vậy ông nội? Tải app đi. Vô mọi người kích vô nhóm đi. Linh em có ghim ở dưới comment đó. Vô quý ơi. Ở trên nó bị ẩn comment thôi. Được ngay lúc đầu rồi, giờ ẩn nữa rồi. Đầu tư giống kiểu Bitcoin à? Ờ, nó tương tự giống vậy á. Anh tải bệnh hay gì giọng khác vậy? Đúng rồi, bệnh. bệnh rồi, nghe giọng là biết bệnh rồi. Em cũng đang làm app này nè. Đúng rồi, con app nó hơi bị xịn luôn, hơi bị đỉnh luôn á nè. Quý đã có mặt ở đây, mọi người có thắc mắc gì á thì mọi người gì à
không giữ sức mà thi hả bà nội? Không phải đâu, mấy bữa nay ở trong Nam nó mưa nè em. Mấy bữa nay trong Nam nó mưa nên là bệnh luôn. Mấy bữa hết giờ nè, uống thuốc mấy bữa hết giờ. Bệnh thì ngủ đi, còn like nữa. Like để giới thiệu cho mọi người nè, like để chỉ cho mọi người cách kiếm tiền. Không lẽ mình biết mà mình không san sẻ đúng không? Chị cười đi là có nắng chứ gì. Cười hoài sống nắng ta. Mưa sáng giờ luôn. Mấy này cứ nắng mưa thất thường nhất bệnh luôn nè. Nghe như đa cấp vậy. Con chó nè. Gì mà đa cấp ông nội. Áp người ta uy tín vậy. Sao bị ẩn comment người ta thấy được có mấy cái à. Mọi người nhấn vô link đi. Mọi người để mở nhạc. Chưa kịp tải app nữa chửi con chó. Lỡ miệng quen miệng. Tải app đi. Tải app xong rồi nhớ vô nhóm luôn nha. Cái link đầu tiên là để link tải app. Cái link thứ hai là link vô nhóm. Vô nhóm đi, có người hướng dẫn. Ở trong đó có nhiều nhân viên, người ta hướng dẫn cho cách sử dụng app đi nha. Em có ghim hai link với một mã. Cái cuối cùng là mã. Cái đầu tiên là link, cái ở giữa là link nhóm. Cái đầu tiên là link tải. Đây, giờ chị để mặt mộc like đi. Má, thằng này nó đáo để thiệt chứ. Để mặt mộc chắc xỉu luôn. Thông minh, nông dân chăm chỉ. Bớt đi. Biến mấy cái thằng quỷ. Rồi có ai chửi con chó không vậy? Có ai chửi đâu? Có ai chửi hồi nào đâu? À mọi người ơi, em quên nhắc mọi người luôn là con app này nó chưa có nâng cấp lên iOS đó. Có nghĩa là iOS là mình chưa có tải được con app này. Nên là mọi người muốn sử dụng con app này thì mọi người phải lấy Android nha. Android thì mới tải được nha. Nói chung là em chỉ nói sơ qua về app thôi. Còn mọi người muốn biết thêm chi tiết á, mới vô là biết kỹ để cách kiếm tiền á, mọi người cứ vô nhóm. Ở cái link thứ hai á, cái link thứ hai em ghi chữ nhóm á, mọi người nhấn vô nhóm đó sẽ có người hướng dẫn nha. Đâu để coi comment ơi. Sao em xin dạy vậy? Em cảm ơn Nguyễn Trung Đức nè, chào Nguyễn Đức Duy nha, cảm ơn Trịnh Phú nè. Để mọc mọc đi bạn. Trời ơi cái gì vậy Nguyễn Hà? Đang bệnh quá trời luôn. Mọi người có thắc mắc gì á, mọi người comment đi. Quay cao xuống dưới xíu là đẹp nè. Thôi. Sao em xinh vậy? Link đó thì em có ghim ở dưới comment rồi nên là mọi người cứ nhấn vô link đi. Ở trong đó có cái link nhóm, mọi người nhấn vô, trong đó có nhân viên và người ta sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chi tiết cho mọi người chơi con app này nha. Làm gì bệnh rồi đồ thầy hại em á, thầy hại em bệnh rồi đó. Điếm ghê dụ người ta quay cao xuống dưới nữa chứ. Điếm thiệt. Thầy hại quá giờ bệnh rồi nè. Hmm.
Má nó ẩn comment tức ghê trời. Về quê mình vẫn đi chôm xoài. Anh đồ biết luôn, biết chôm xoài luôn. Ghê vậy. Sao biết tôi chôm xoài mà đang mỉa mai vậy trời. Người khác đang xem với bạn. Gì đây? Ủa cái gì? Mọi người ơi, bạn Thư Tinh Quý nó vẫn đang độc thân. Có ai độc thân thì làm quen nó nha. Bia bia, bạn Tinh Quý nha, đang độc thân. Em có muốn mà em được khắc chân cái gì vậy trời. Em nè, để em đọc cái comment này cho mọi người nghe mắc cười lắm nè. Em có muốn mà em được khắc trên bia mộ dòng họ anh không? Má nó nghe sợ thiệt chứ. Chắc fan cứng 3+3. Hại hại em ha. Mọi người tải app chưa? Mọi người vô link nhóm chưa? Đâu có ai mà tải app rồi thử comment em coi ơi. Có ai vô link nhóm chưa? Mọi người vô rồi mọi người review thử cho những người chưa vô ơi. Link nhóm với lại link tải em có ghim hết rồi. Nên là mọi người cứ nhấn vô cái link ghim của em là mọi người thấy liền. Chào Ngọc Thân nè. Chơi game với em không chị ơi? Chơi game gì vậy? Giờ mình phải chơi app kiếm tiền chứ tại sao mình lại chơi game? Mình kiếm tiền rồi mình mới chơi game được. Mở nhạc khác đi bà. Hảo bạn bè. Ok, mở nhạc khác nha. Mở bài gì vậy trời? Đang hơi bệnh xíu mọi người thông cảm nha. Giọng hơi hơi đã xíu. Mọi người thông cảm nha. Đang bệnh bệnh vậy mà còn ráng lên chỉ cho mọi người có app kiếm tiền nữa nè. Chào Trần Đình Thiện nha. Em bị sổ mũi hả Trang? Em bị sổ mũi với lại bị khàn giọng á. Kiểu như mấy bữa nay ở trong chỗ em nè, nắng mưa thất thường á, xong cái bệnh luôn. Bệnh bữa giờ mấy ngày rồi. Mọi người mọi người tải được app chưa? Có ai mà kiểu như chuột chặt mà không tải được app hay gì đó thì mọi người hỏi em nha, comment nha, em chỉ cho. Ghê à? Anh làm cái gì vậy? Người đâu mà xin thế ạ? À? Em cảm ơn chị Phương Trinh nè. Ở đây nó bị ẩn comment mọi người ơi. Thấy được có mấy comment là đợi xem thác vô lại à. Mấy bữa nay like Facebook bị sao cứ ẩn comment hoài à. Có ai mà tải không được app hay là vô không được nhóm không? Nếu mà tải không được hay là vô không được nhóm thì báo lại với em nha. Link á thì em có ghim với comment hết rồi. Em có ghim hai cái link với một cái mã. Cái link đầu tiên là link tải app. Cái link thứ hai nữa là link để vào nhóm. Mọi người sau khi mọi người tải app, mọi người có thể vào nhóm để được đội ngũ nhân viên người ta hướng dẫn cách cho mọi người chơi con app rồi nha. Em thấy nó hiện thông báo nãy giờ cũng có một số người vô app rồi đó. Cũng có nhiều rồi đó, nhiều bạn vô app rồi đó. Cái lộn vô nhóm. Chào Phan Văn Nguyên nè. Chào Lê Đức Sơn nè.
ăn cơm đi. Dạ em ăn rồi. Em ăn rồi, em ăn rồi. Bệnh quá. Người ta comment thì được, còn tôi thì không thấy. Có đâu, em thấy comment mà. Em mới trả lời comment luôn á. Mọi người vô app chưa? Mọi người vô nhóm chưa? Ai vô nhóm rồi comment cho em biết nha. Mọi người giúp em cho em xin một lượt để vô nhóm nha mọi người. Em xin một lượt tải app với lại vô nhóm nha. Giỡn comment rồi không có thấy comment gì hết á. Chào đàn hữu quân nha. Chị sinh năm bao nhiêu ạ? À? Em sinh năm 2004 nha. Đợi xíu em chỉnh lại dây sạc thôi. Xong rồi vậy? Xong. Rút dây vô lại. Giờ sao biết được nó vô hay không? Không được. Đang like mà. Bớt đi cha. Đầu để vô lại, hát ra vô lại đọc comment ơi. Ánh sao bầu trời á mở đi. Là bài gì? Mình dùng iPhone không tải được bạn ơi. Dạ đúng rồi, iPhone á kiểu như là app này nó chưa có nâng cấp lên cho iPhone chơi cho iOS á. Nếu mà mọi người muốn chơi con app này á, mọi người giúp em là sử dụng Android nha. Kiếm một cái điện thoại Android, sau đó mọi người tải app cái app này thì mới được nha. Chào Lê Đức Sơn nha. App này là app gì vậy ạ? Đây là app kiếm tiền nha mọi người. Đây nè, đây là con app kiếm tiền nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người có app kiếm tiền. Chào Hoài Phúc nha. Ở đây nó hiện comment chậm quá. À chị gốc Bắc, chị gốc Bắc à, à ha, gốc Bắc là sao ta? Vừa ở Bắc vừa ở Nam luôn, nhưng mà ở chính là ở Nam. Không biết sao luôn. À mọi người ơi, em quên nhắc mọi người nữa. Ai vào đăng ký là sẽ được nhận ngay 24k. Mọi người tranh thủ mọi người vào liền đi nhận được 24k. Trong lúc em đang còn like á là mọi người tranh thủ mọi người tải. Mọi người tải app với lại mọi người vào nhóm nha. Link tải app em có ghi với comment, link nhóm em cũng có ghi với comment luôn, với lại một cái mã nữa. Sau khi mọi người trước tiên á là mọi người sẽ tải app. Cái link đầu tiên là link tải app. Sau đó mọi người vào link nhóm là sẽ có nhân viên hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng con app này nha. Chào Lê Đức Sơn nè. Chào Bích Ngọc nha.
2K4 thật à, đúng rồi 2K4, trong chị xin thật dạ, em cảm ơn Duy Phúc nha. Mọi người coi cho em xin một chia sẻ nha. Mọi người xem cho em xin một lượt chia sẻ nha. Để thoát vô lại đọc comment mọi người ơi, không thấy comment gì hết trơn á. Ok thôi, chia sẻ vô nhóm nha, chia sẻ và vô nhóm nha. Mọi người cứ vô tham khảo thử đi, vô trải nghiệm áp thử. Bốc phép chỉ tầm 9899 chứ lấy đâu ra 2K4. Trời trời, sai thiệt là 2K4 luôn. Tự nhiên giấu chứ lẽ giấu tuổi làm cái gì? Bây giờ mình nhiêu tuổi thì mình nói bao nhiêu tuổi thôi, chứ mình giấu tuổi làm cái gì? Đúng rồi, tải app trải nghiệm đi nào, xe che nó đi nè. Cảm ơn nha, cảm ơn Thanh Tùng. Dạo này xinh gái quá ta. Dạ em cảm ơn Lê Đức Sơn. Thế thì khối ông bảo sao bị oan. Nay em lại hơi trễ đúng không? Bình thường là 8 giờ em like rồi. Hồi nay kiểu cứ lu bu nhiều cái với lại trời mưa nè, xong rồi like trễ luôn, 9 giờ mới like. Nãy ít người coi ha, thì mặt trang uy tín ghê trời. Dạ còn muốn gì nữa? Má ơi, nay bệnh mà giọng nó khác luôn á trời. Chia sẻ bài nha Lưu Tuấn Đạt. Phát hiện Lưu Tuấn Đạt coi livestream của tôi nha. Bình thường like đến mấy giờ xong? Bình thường là em 8 giờ em like rồi. Em like xíu tiếng tầm mình tới 9 giờ là em nghỉ like rồi. Mà nay like trễ, nay 9 giờ mới like được. Quảng cáo, đang nghe nhạc một quảng cáo. Chiến thần của chị xuất hiện rồi nè. Chào bạn yêu, chia sẻ bài chưa? Bắt quả tang Lưu Tuấn Đạt xem live stream của Thị Trang. Em người Quảng Nam à? Dạ không, em quê Thanh Hóa nhưng mà sống ở Sài Gòn. Fan cứng TikTok của Trang đến nơi rồi. Ghê quá vợ. Nay chắc 2K rưỡi thôi. 2K rưỡi là sao? 2K5 hả? Không, 2K4. Em đã nói là em 2K4 mượn máy tính hết vậy. Mình khai thiệt tuổi luôn chứ mà giấu giếm làm gì. Nhiêu tuổi thì nói nhiêu tuổi thôi. Sinh ra ở Hồ Chí Minh luôn hả? Trời, ai biết. Chị mới chuyển giới hả? Con đỉ má cái con nhỏ này. Nghĩ sao nó kêu mới chuyển giới. Chào Gia Thịnh nè, chào Văn Thanh. Mọi người tải được app chưa? Vô được loài trái cổ kìa chị. Má con nhỏ này mất dạy thiệt. Mọi người có thắc mắc gì về Linh, mọi người có thắc mắc gì về con app này thì mọi người cứ hỏi ở trong nhóm nha. Mọi người vô nhóm đi, Linh nhóm em có ghim với comment á. Cứ vô nhóm xong mọi người hỏi, sẽ có nhân viên người ta hướng dẫn cho mọi người sử dụng con app này nha.
em học đại học nào vậy? Em nói em 2K4. 2K4 là năm nay là mới bắt đầu thi đại học nè. Chào Nguyễn Đức Mạnh nha. Bỏ nhớ uống thuốc vào nhé. Dạ cảm ơn Lê Đức Sơn nè. Chị tính thi vô trường nào vậy? Bí mật. Từ từ sẽ biết, từ từ sẽ bật mí nha. Bí mật từ từ sẽ bật mí. Trang vô nhóm đi, anh mới vô. Trời. Ủa, em có trong nhóm đó luôn. Em có trong nhóm đó luôn nha Văn Thanh. Con app này em có sử dụng mà. Đây nè, để tắt nhạc cho mọi người coi xíu nha. Đây nè. Nè, con app này em có sử dụng mà. Em vô nhóm lâu rồi. Nè, thấy không? Mọi người tải app đi, mọi người tải xong rồi á, mọi người vô nhóm. Rồi mọi người thắc mắc gì, sẽ có người hướng dẫn cho mọi người đầu tới cuối luôn. Em mới mua kem trộn bạch cốt tinh, dùng không? Thôi để xài đi em, cảm ơn. Á, anh đổ sữa. Làm đổ rồi, làm đổ sữa. Trời má. Rồi. Em mới uống thuốc rồi chị đỡ chưa? Em uống mắc gì chị đỡ? Dơ, để chăng? Lấy cái khăn đây em lau cho. Thi lâu rồi đang học đại học mà giấu. Trời trời, chưa thi ông nội ơi, tháng 7 thì mới thi. Ở Sài Gòn hả? Like xong đi rồi dắt đi ăn. Trời trời, ghê vậy. Ghê vậy. Ốm nha, uống nhé. Chen vô nhóm đi. Gì vậy? Gì vậy? Anh em có người yêu chưa? Em có người yêu rồi. Nhìn là biết dân chơi. Dân chơi gì má? Hơi. Mọi người vô app chưa? Phải app chưa? Vô nhóm chưa? Nick top top chính của chị là gì ạ? Em có cái bài viết đầu tiên em có ghi ở bên trang cá nhân của em là có link top top đó. Chào Hiệp. Cái gì trời? Hồi đó ta thi đại học chị giấu ba mẹ đi chuyển giới đúng không? Con nhỏ này. Trang cột tóc đi rồi mới vô nhóm ha. Sao vợ? iPhone có tải được không vậy? iPhone không tải được rồi. App này á, nó chưa có nâng cấp lên cho iOS á, nên là mọi người chịu khó dùng Android thì mới tải được nha. Ở Bình Chánh trường Lê Minh Xuân phải không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi Bích Ngọc. Mọi người xem cho em xin một lượt chia sẻ nha. Mọi người chỉ cần kích vào nhóm, link nhóm em có ghi dưới comment, mọi người chỉ cần kích vào là sẽ có rất nhiều nhân viên hướng dẫn cho mọi người luôn. Nhưng mà trước khi mọi người vô nhóm á, thì mọi người giúp em là tải link app nha. Link thì em có ghi ở dưới comment rồi, mọi người chỉ cần tải về thôi. Nhưng mà mọi người lưu ý là phải tải vào Android, do là app nó chưa nâng cấp cho iOS, nên là mọi người giúp em dùng điện thoại Android mới tải được nha. À vậy xin lỗi xin nha. Thôi giờ giúp em vô nhóm với.
Dạ em cảm ơn Phan Xuân Linh nè, hàng chi mọi ngày thấy Trang dùng iPhone nay chuyển qua Android lạ ghê. Đúng rồi, tại em phải sử dụng Android thì em mới chơi con app này được. App này nó chưa có nâng cấp lên cho iOS đó, nên là mọi người phải sử dụng Android thì mọi người mới chơi được nha. Sao tóc tai chán quá vậy ta? Mỗi lần muốn coi comment xong cứ thác ra vô lại thì mới coi được. Em cột tóc đi rồi tải app luôn hả? Rồi đừng có ép người ta cột tóc rồi. Thấy đẹp, tóc đẹp chỉ có quay chén thôi, sao dở? Con thì có bị ba mẹ quánh không chị? Cái gì vậy bà nội? Bạn có người yêu chưa để mình giới thiệu cho anh trai mình? Dạ thôi em cảm ơn. Em cảm ơn Đăng Huyền nè, giúp em tải app với lại vô nhóm là được rồi. Em cảm ơn nhiều. Tải rồi á cười xinh hơn luôn á. Dạ em cảm ơn Phan Xuân Linh nha. À, Phan Xuân Linh ơi, sau khi mà mình tải app mình giúp em vô nhóm nha. Link nhóm em có ghi ở dưới comment đó, là cái link thứ hai á. Vô nhóm sẽ có đội ngũ nhân viên người ta hướng dẫn cho mình cách sử dụng cái game này nha. Mình tải xong rồi bạn ơi, dạ em cảm ơn Đăng Huyền nè. Sau khi mà mình tải xong app rồi á, mình giúp em vô nhóm nha. Link nhóm em có ghi ở dưới comment đó, đó là cái game thứ hai nha. Cái link thứ hai mọi người nhấn vô đó, ở trong nhóm á, vô nhóm rồi mọi người ta sẽ hướng dẫn cho mọi người, có rất là nhiều nhân viên người ta sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng con app này nha, con app kiếm tiền này nha. Quay góc nghiêng coi thử đi chị. Góc nghiêng hả? Góc nghiêng cũng vậy à, có gì đâu coi. Mình thấy áp được bạn ạ. Mình thấy bạn xinh quá, mình định giới thiệu bạn cho anh trai mình. Dạ đúng rồi, áp này sử dụng rất là ok luôn nha mọi người. Đó chưa, mọi người cứ tải về trải nghiệm thử nha. Giới thiệu anh trai. Dạ thôi cảm ơn. Mọi người có thắc mắc gì về mọi người có thắc mắc hay là mọi người có tải app hay là mọi người có vô nhóm không được á, mọi người gặp một cái vấn đề nào đó thì mọi người cứ comment, em sẽ chỉ cho mọi người nha, em sẽ giúp mọi người nha. Chị này gần nhà mình nè, hôm qua chị mới chạy xe bốc đầu rồi luôn. Cái gì vậy? Xạo nha, xạo nha. Mọi người có thắc mắc gì về app không ạ? Vô chơi comment nói chuyện ơi.
chào Nguyễn Tính nè. Linh tải với lại Linh nhóm á, thì em có ghim sẵn hết dưới comment rồi. Mọi người chỉ cần nhấn vô thôi. Với lại á, mọi người sau khi mọi người tải app rồi, mọi người vô nhóm á, sẽ có nhân viên người ta hướng dẫn cho mọi người rất là tận tình và kỹ càng luôn về cái cách sử dụng con app này nha. Chào bạn Si Lan Quân. Ước được chị accept, giúp chị tải game sau đó vô nhóm và chia sẻ bài nhé. Và nghe em nói chuyện thôi, nói chuyện qua lại cho vui. Chị bệnh mà chị like nhạc mạnh cháy quá, nhạc mèo Simmy, thư giãn đi chị. Má nè, chị hát đi chị. Ôi hát dở lắm, hát dở lắm, chị hát đi chị. Trọng chị làm em nhớ Đàm Vĩnh Hưng quá. Má cái thằng này nó út dại thiệt. Đăng ký game á, lộn, đăng gì tải app vào nhóm cho tôi là tôi vui rồi, khỏi phải khen tôi. Mọi người vào tham gia nhóm giúp em nha, cho em xin một lượt tham gia nhóm nha, với là một lượt tải app nha. Dở cũng được thôi, dở lắm. Trời. Để vô đọc comment mọi người ơi. Cứ hát đi. Thôi đừng có ép tôi hát mọi người ơi. Hát dở lắm. Chị ơi cho em dĩa cơm sườn ốp la hai trứng nha. Đâu ra, ra tiệm mua đi em. Hát một cái là người xem đi hết. Chứ gì nữa, ta đã nói là người ta hát dở rồi. Hát một cái cho mọi người bỏ tôi đi luôn quá à. Ở đây nói chuyện được rồi. Với lại mọi người giúp em tải app. Với lại mọi người giúp em cho em xin một lượt vô nhóm là được rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người vô chơi nói chuyện với em ơi. Kể chuyện ma đi chị hả? Biết gì đâu kể trời. Lên Vũ Mập coi đi, coi Vũ Mập đi. Chị ca mấy ạ? Em 2k4. Trà sữa trân châu đường đen bao nhiêu chị? 25.000 nha. Chị có bán viên uống hồi chinh không chị? Má cái câu này nó tục thiệt chứ. Chị tổng kết chưa? Dạ em tổng kết rồi, mới tổng kết hồi thứ năm, mới hôm qua luôn. Sao tôi nói tôi 2k4 mà nhiều người không tin quá ta? Thì già lắm hả? Tôi kêu tôi chín mấy hoài. Em tưởng chị karaoke chứ ca tư gì.
con nhỏ này. Tính ra này em like trễ quá trời luôn, 8 giờ mới like. Ê, 9 giờ chứ, 9 giờ mới like. Giờ này mà mọi người chưa ngủ mà mọi người còn vô đây coi nói chuyện với em là cũng ghê rồi đó. Mọi người tải được app hết chưa? Mọi người tải được app vô được nhóm hết chưa? Nếu mà có ai mà không tải được app có trục trặc gì á thì mọi người cứ comment đi, em chỉ cho mọi người ha nha. Hoặc là nhắn tin cho em luôn cũng được. Nhắn tin đi, em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Hướng dẫn cho mọi người để mọi người biết được cái cách tải. 9 giờ like còn sớm mà. Ờ sớm ghê thằng quỷ. Chị ơi ngủ có cần nhắm mắt không chị? Không. Ngủ mở mắt luôn em. 3 giờ sáng like đi chị. 3 giờ sáng like với ai? Tay chơi với em hả? Lui tới đẹp. 3 giờ sáng ngồi like, hai chị em ngồi bàn cách sống hả? Chị có coi tarot không? Coi gì? Cho em một tụ với. Chị điên hả? Không tin giờ mấy cái tarot tới xíu nào nha. Xem tới muộn cũng được nữa. Ghê ạ. Rồi nói chuyện vui đi. Mọi người tải được chưa? Like trễ cái ít người coi ghê á. Bình thường like sớm á nhiều người coi. Nói chuyện dạ em cảm ơn Chế Minh nha. Mọi người xem cho em xin một lượt tải app với lại một lượt vô vào nhóm nha. Nay chị like game gì vậy? Đâu có, nay chị đâu có like game đâu. Nay chị like app kiếm tiền đây nè. App kiếm tiền nha. Em muốn thắc mắc gì vậy? Em có thắc mắc gì vậy? App kiếm tiền này thì em tải app đi. Link tải app thì chị có game với comment á, với lại em vô nhóm sẽ có nhân viên người ta hướng dẫn cho mình kỹ càng hơn nha. Chỉ các cái gái ơi là sao ta, chị ai còn ai nhắn tin cho em mấy gì nè. Nay em không có like game nha mọi người, em là app kiếm tiền. Mọi người em có ghi ở dưới comment là hai cái link với một cái mã. Cái link đầu tiên là cái link tải app, cái link thứ hai là cái link đăng, cái link vào nhóm. Là mọi người tải app xong, mọi người vào nhóm sẽ có nhân viên người ta hướng dẫn cho mọi người tất tần tật về cách sử dụng con app này nha. Gọi tên em đi. Chào Trần Kim Vi. Tự nhiên gọi tên hết hồn. Làm gì đâu hết hồn. Chào Nguyễn Thanh Sơn. Mén đổ rồi. Em hướng dẫn luôn đi. Hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng con app này á hả? Em có ở trong nhóm luôn á, sau khi em xuống like rồi em vào nhóm em hướng dẫn cho mọi người cũng được. Nhưng mà ở trong nó có nhân viên mà.
Mọi người vào nhóm đây là có nhân viên người ta hướng dẫn mọi người mà. Em cũng có trong nhóm luôn. Mọi người giúp em là mọi người tải cái app này trước. Rồi sau đó mọi người hẳn vào nhóm nha. Mọi người tải app này trước rồi sau đó mọi người vào nhóm sẽ có người hướng dẫn nha. Chị chào em được không? Chào Cường đi ba nha. Má ơi, cái tên gì trời. Cái này chắc dân chơi rồi. Xài kem trộn, chị trắng quá chắc xài kem trộn con quỷ này. 10 giờ rồi còn like, tắt like đi ngủ đi chị. Tôi đang like mà nó kêu tôi tắt like đi ngủ. Giúp chia sẻ bài đi chị Loan. Chia sẻ bài. Tải app với lại vào nhóm đi chị Mọi Anh. Mọi người có thắc mắc gì về con áp này không? Mọi người có tải không được hay gặp vấn đề gì về con áp này thì cứ comment đi rồi em sẽ giải quyết cho mọi người nha. Giờ like trễ quá nên là giờ cũng trễ luôn rồi. Nay like trễ ít người coi. Mọi người coi cho em xin được chia sẻ nha. Cặp mi chị đẹp quá. Cái áp đó bà nội. Cái filter đó bà nội. Nè. Thấy chưa? Filter. Xếp qua cho em kéo một cặp đi nè em. Filter em ơi. Nè cặp mi. Lên lại gắn cái filter này cái có cặp mi liền, cần gì đâu mà ship em. Gì réo hỏi tên dữ vậy má? Ủa, tên sao gọi vậy chứ muốn gọi sao má? Chứ muốn tôi gọi sao má? Con ông chăm chỉ. Có đâu. Hướng dẫn mọi người. Chỉ cho mọi người con app kiếm tiền thôi. Chứ có gì đâu mà con ông chăm chỉ. Nay lai trễ quá ít người coi. Em nhắc lại cho mọi người cách để mọi người sử dụng được con app này nha. Nè, đầu tiên là em có ghim ở dưới comment ba cái thứ nhất là link tải, cái thứ hai là link nhóm, cái thứ ba là mã. Mọi người giúp em tải app trước. Cái đầu tiên là link tải, mọi người tải app trước. Sau khi mà mọi người tải app rồi, mọi người nhấn vào cái thứ hai là cái link nhóm, trong mọi người vào nhóm. Sau đó trong nhóm nó sẽ có đội ngũ nhân viên để hướng dẫn cho mọi người tất tần tật về con app này luôn, chỉ cho mọi người sử dụng con app này luôn. Đó, rất là dễ dàng đơn giản luôn. Giọng gọi tên chị cái bé ơi. Dạ em chào Giang Bông nè. Nay em bệnh cái giọng em nó kỳ sao á. Chào Văn Hiếu nha. Có app kiếm người yêu không chỉ đi. Mình kiếm tiền trước đi, có tiền là có người yêu. Nếu như mà mọi người có trục trặc gì
khi mà mọi người tải app hay là mọi người vào nhóm thì mọi người cứ comment cho em biết, em sẽ giải quyết cho mọi người nha. Chứ à quên, em quên nhắc mọi người nữa là hiện tại cái con app này nó chưa có nâng cấp lên iOS, nên là mọi người muốn sử dụng được con app này, muốn chơi, muốn trải nghiệm được con app này, muốn kiếm tiền từ con app này thì mọi người phải sử dụng điện thoại Android. Mọi người phải giúp em kiếm một cái điện thoại Android thì mọi người mới tải được nha. Chứ iOS là không tải được nha. Vậy em chào Vũ Minh Đức nè, cảm ơn Vũ Minh Đức nha. Vũ Đức Minh, em lộn. Em nhìn nó đọc lộn. Chị bị nghẹt mũi hả chị? Ừ. Chị nghẹt mũi nha má. Đang bệnh. Nay lại trễ quá. Chuẩn bị xuống like nè mọi người ơi. Mọi người có thắc mắc gì về con app này á thì mọi người comment, em sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Chưa một lần được trả lời comment. Em trả lời comment nãy giờ luôn á, tại chắc là do bị ẩn á. Dạ em không chị yêu. Là sao ta? Không hiểu. Rồi là sao má? Tự nhiên cái rồi sao má? Cô dạ em chào cô Thủy. Cô đang xem kìa. Cảm ơn đã thông báo cho bạn. Má không để ý luôn. Cô ơi chửi nó đi cô. Con nhỏ này ai làm gì mà chửi mày? Rồi cô giáo coi live stream. Nó không đi học thêm mà nó lên đây nó lại tối ngày kìa cô. Cái gì vậy trời, con nhỏ này bóc phốt bạn mày hả? Mày bóc phốt bạn mày hả? Mày tải app cho tao chưa? Mày vô nhóm cho tao chưa? Mày chia sẻ bài cho tao chưa? Bạn bè mà không cho nhau được cái chia sẻ hả? Mọi người có thắc mắc gì về con app này thì cứ comment vào đây, em sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Mọi người tranh thủ nha, khi mà em xuống live rồi thì không có hướng dẫn được cho mọi người đâu á. Hoặc là mọi người có thể coi lại từ đầu live của em. Em sẽ giữ nguyên con app này nha. Sao quẩy vậy? Rồi tới chuyện, má mệt mày ghê. Chào Tuấn Cảnh nha. Sau khi mà em xuống like á, em sẽ giữ, em sẽ không xóa cái like này, em sẽ để lại cho những người vào sau xem được, xem lại trò tới cuối, cách sử dụng, cách để mọi người chơi con app kiếm tiền này nha. Rồi trái cổ giấu vô đi bà. Cái gì vậy má? Chào Văn Hiếu nè. Vì bạn không xứng đáng. Con quỷ. Tao từ mặt mày luôn. Ngày mai tao không đi sinh nhật với mày luôn. Đừng có mà ngủ tao ngày mai đi sinh nhật nha. Ngày mai tao không đi chung mày luôn. Mọi người thôi để em hướng dẫn lại từ đầu nè, em hướng dẫn lại một lần cuối nữa, sau đó em xuống like nha. Bây giờ em hướng dẫn lại một lần cuối, sau đó em xuống like nha. Là em có này, hôm nay em like không phải là like game, mà hôm nay em like em hướng dẫn cho mọi người cái app kiếm tiền nha. Cách để mọi người có thể sử dụng được con app này đó chính là: đầu tiên mọi người giúp em tải game. Ơ lộn. Đầu tiên mọi người giúp em tải app. Là cái link app em có ghim ở dưới comment. Mọi người giúp em tải app. Sau đó, sau khi mà mọi người tải app xong rồi, mọi người giúp em vào cái nhóm. Link nhóm em cũng có ghim dưới comment luôn. Mọi người vào nhóm sẽ có đội ngũ nhân viên hướng dẫn cho mọi người từ đầu tới cuối cách sử dụng con app này luôn nha. Đó, rất là dễ.
Ok chưa? Bây giờ em xuống like nha. Nếu mọi người có thắc mắc gì á thì mọi người cứ coi lại con like, coi lại cái like này. Mọi người coi lại thì có sẽ có hướng dẫn, em đã hướng dẫn kỹ trong like này rồi. Nhìn tóc ta chị rủ rượi quá, cắt đầu chứ. Đầu Linh đi chị. Nhảy đi chị má. Tao tắt like tao nghỉ chơi với tụi mày rồi. Nhảy cà rồng đi chị. Cái gì vậy má? Tí đi cà phê em ơi. Thôi em xuống like nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Cái gì? Tháo lông mi đi chị. Lông mi nè, lông mi áp bà nội ơi. Cái áp nè, thấy chưa? Thôi bye bye mọi người, xuống like nha. Mắt con mấy quỷ này nó chọc em hoài à. Bye bye.